Gắn bó với Vương Tâm Thống đã gần 10 năm qua, đó cũng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với bác Túy khi bác có cơ hội được trò chuyện và kết giao với rất nhiều người bệnh tim trên khắp cả nước để chia sẻ bí quyết trị bệnh mạch vành hiệu quả mà chính bác đã trải nghiệm. Trong một lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bác, chúng tôi được lắng nghe tâm sự của bác như sau. Cháu chào bác Túy ạ, cháu là dược sĩ tư vấn của sản phẩm Vương Tâm Thống chuyên hỗ trợ điều trị về bệnh tim mạch ạ. Cháu gọi điện để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bác. Sức khỏe của bác dạo này vẫn tốt chứ ạ? Vẫn bình thường thôi, thỉnh thoảng nó mới đau phảng phất thôi chứ không đau như ngày xưa. Dạo này bác có còn duy trì công việc sửa xe lưu động của mình nữa không ạ? À, bây giờ thì thỉnh thoảng có ai gọi thì mới đi gần thì đi xa thôi. Gần gỡ là khoảng cây số trở lại thì vẫn đi xe đạp được. Tuổi tôi bây giờ ngoài 70 rồi, nghe chừng thấy vẫn còn tương đối tốt. Chỉ có mỗi cái xương khớp cái tuổi già thì ai chả thế. Về huyết áp là các thứ này khác đi khám bây giờ nó cho giảm thuốc. Thôi hỏi nó thế bây giờ sau này ít thuốc thế này ra bảo thế ông cần nhiều thuốc à? Sức khỏe ông có cải thiện tốt thì chúng ta cho giảm bớt đi chứ này. Cứ thế nào thì bác sĩ bảo là tôi nghe thế. Tôi mừng nhất là có một cái ông bạn ở cạnh nhà tôi mà ông tổng bí thư chi bộ tôi hơn 30 năm. Ông tên là ông Nguyễn Văn Trúc, năm nay là 84 tuổi rồi. Vừa rồi ông đi phẫu thuật mổ mà kiểm tra huyết áp mà ông đường mạch vành của ông trở về vị trí ban đầu khỏe như trước. Thế là tôi sẽ phấn khởi. Vâng, đấy là bác ấy cũng dùng Vương Tâm Thống. Cũng dùng Vương Tâm Thống đấy. Tôi người giới thiệu cho bác ấy. Bác ấy xong là có, ông ấy đi họp nhiều khi ông cứ nằm thẳng thuật để ông ấy nghe trên phường người ta nói thế nào xong bắt đầu ông ấy lại về. Thế là mấy lần như thế xong là tôi bảo thế thì ông khả năng là cứng là bị tim mạch rồi. Mà hai đó là mạch vành là có vấn đề đấy. Thế ông bảo thế thì uống thế nào. Thế tôi mới bảo tôi cho ông một hộp, hai hộp. Ông uống thử xong ông đi mua thêm. Mua một đợt kéo dài, đến thời gian đến vừa rồi là ông ấy đi bị tai nạn xe máy, là ông ấy đi mổ để xếp lại xương, thế là nó kiểm tra huyết áp hay các thứ này khác, nói chung là phần mạch vành nó chụp kỹ đấy, nói chung là an toàn tốt, thế ông ấy về ông bảo tôi cảm ơn ông nhé, ông là người sinh thành lại tôi là thứ hai, thế tôi có cái gì đâu mà tôi cũng chỉ là cái người dùng thuốc của cái cơ sở và thực phẩm chức năng này ta bán cho tôi uống, bây giờ tôi bảo uống thế là ông chưa đi khám đâu cả, đến bây giờ ông bị tai nạn ông mới đi khám này già rồi. Ngoài 80 rồi đấy. Vì không nọ có một cái cầu đó bỏ nên bây giờ ông bán thuốc cái thế nào mà không tôi không bán. Mà tôi dùng đã mấy bao nhiêu năm nay rồi là nói chung nó có hiệu quả. Đấy không phải là thuốc mà nó là thực phẩm chức năng mà dùng nó không có hại gì cả. Niềm vui được nhân lên khi mỗi ngày trôi qua, bác Túy lại nhận thêm nhiều lời cảm ơn chân thành từ những người bệnh như bác đã cải thiện được sức khỏe từng ngày nhờ giải pháp mà bác đã chia sẻ. Nếu bạn hoặc người thân đang mắc phải bệnh tim mạch và quan tâm về giải pháp thảo dược mà bác Túy đã áp dụng hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được tư vấn chi tiết.